chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái cách phòng trị cái dịch bệnh trên cái cây thu đũa, cái loại cây mà chủ yếu để cung cấp cái đạm dinh dưỡng đầy đủ cho con dê. Thì thu đũa thì nó thường bị hai cái con rụt làm cho nó chết đi á, là một là đặc biệt nhất là con mút xích hôi, thường nó đeo ở gốc, đeo hay bày đàn, nó đeo một lần lên cả mấy trăm con, cho nên là cây sữa là lâu ngày chết luôn. Còn ở cái tình trạng mà héo như cái nhánh này thì thường là cái con bọ cánh cứng là nó chết hút, nó hoạt động đơn lẻ. Con nhánh như vậy thì chỉ có một con thôi. Sau khi chúng ta thấy nhánh mà héo thì chúng ta lợi ngay cái nhánh đó, đem xung quanh những cái lá héo thì sẽ có con bọ chết hút đó. Thì mời các bạn xem ở trên hình. Và cái con này thì nó khi thấy mình thì nó sẽ đeo sát vào cái nhánh đũa, và nó đặc biệt là không bỏ chạy cũng không bay, nó rất là dạng. Đấy, chúng ta động vào đó mà cũng không bay, không di chuyển. Thì con này nó rất là nhỏ, chích thuốc thì ngay cái đọt mà nó chết rồi thì nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cái nhánh đó nó không phát triển luôn. Giống như đi tuần tra hàng ngày, chúng ta thấy nhánh nồng héo là ta tắt vô, chúng ta tìm ngay con đó ta diệt thôi. Ngoài ra chúng ta không có sử dụng thuốc gì hết, tại vì nếu chúng ta sử dụng thuốc xịt sâu thì nó cách ly cái 15 ngày một tháng, cho nên chúng ta lấy đâu có các con dê ăn. Và nếu sử dụng thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến con dê, cho nên chúng ta mỗi ngày đi ra thăm và đi cắt sau đó thì chúng ta tiện tay chúng ta từng ca chúng ta bắt nó luôn. Bạn thấy không, nấm mà gỉ nó đều khác như vậy, nó rất là đeo, rất là dữ. Đây, mời các bạn xem nó này, khi lên bàn tay của mình rồi mà nó cũng không bay, nó rất là dạng. Đây có cái mỏ nhọn nhọn nó chích thuốc rất là độc, chích vô nhánh nào rồi nhánh đó hư luôn. À, giới thiệu các bạn đây là cây sủi đũa mà nó đã đẻ nhánh một chồi lên nhiều lần mà chúng ta thiếu sự chăm sóc. 3-4 nhánh đều bị cái con mỏ xích thúc đó đây, một cánh thúc xích thúc đó đây, nó đeo, nó chích thúc chết rồi mấy cây này nó không phát triển luôn, nó lùn cái cây luôn. Do đó thì tác hại nó cũng không thua gì con mỏ xích thôi, nó những vị trí nào chích thôi có thẹo hết. Có thẹo như vậy thì cây nó chậm phát triển, giống như mạch máu chúng ta bó lại ngay, máu không chảy lên được. Ở đây dinh dưỡng không có nuôi được cái đọt ở cây thu đũa, mỗi nhánh thu đũa đó, nó thấy nó chậm phát triển này, và nó làm cho cây thu đũa nó suy, không phát triển. Mình cũng làm một cái không giống như một cái phóng sự nhỏ để giới thiệu đến các bạn có cái tinh thần chăn nuôi dê, để chúng ta cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Thì ở trên mạng thì có nhiều người nói nhiều về cái kỹ thuật nuôi dê rồi, thì ở đây tôi chỉ nói về cái cách
sóc cái các nguyên liệu để chúng ta nuôi con dê, thì nguyên liệu thì nó cũng là một những cái phần quan trọng không thua kém về cái kỹ thuật nuôi dê. Bởi vì nguyên liệu không đảm bảo cho nó thì con dê dù có chăm sóc kỹ đến đâu, giỏi đến đâu thì nó cũng không đạt theo yêu cầu. Do đó cái nguyên liệu mà chúng ta cung cấp cho con dê nó rất là quan trọng, bởi vì nó đủ đầy chất dinh dưỡng cho con dê thì con dê chúng ta nó sẽ không gặp cái những loại bệnh gì. Do đó kỹ thuật nuôi giỏi nhưng khâu chăm sóc các cái nguyên liệu trồng của mình cho con dê kém thì nó cũng không được đạt yêu cầu. Do đó tôi cũng giới thiệu cho các bạn để tham khảo. Đây là cái cây keo trồng thì nó khi chúng ta cắt cho dê ăn thì nó chảy rồi á, này nó ăn vào thì nó sẽ ngưng cái tiêu chảy, và đồng keo này thì nó rất là nhanh mọc nhánh. Do đó ở đồng bằng sông Cửu Long thì dễ tìm, còn ở các tỉnh khác thì chúng tôi không biết là có hay không. Và một cái loại kêu là cây thúc ngựa mà kỳ vĩnh nhất tỉnh Bắc Nam vậy đó, thì cái loại này dê cũng rất là khoái ăn và nó cũng mau mọc nhanh. Và thì đó là số cái loại cây mà ở đồng bằng sông Cửu Long là dễ tìm nhất. Còn ở các tỉnh miền Trung thì miền Bắc thì đây mình không rành, không biết nó có hay không. Mà chuồng đũa keo và cây thúc ngựa này thì nó ở đồng bằng sông Cửu Long thì rất là nhiều và dễ trồng.